khi thực hiện lấy hóa chất rắn lỏng cần lưu ý gì để các hóa chất đảm bảo được độ tinh khiết và bảo quản được lâu dài khi thực hiện lấy hóa chất rắn lỏng cần lưu ý các điểm sau để đảm bảo hóa chất giữ được độ tinh khiết và bảo quản lâu dài sử dụng dụng cụ sạch và chuyên dụng luôn sử dụng thìa đuốc ống hút hoặc các dụng cụ chuyên dụng khác để lấy hóa chất các dụng cụ này phải được làm sạch kỹ lưỡng trước khi sử dụng để tránh làm nhiễm bẩn hóa chất không để hóa chất tiếp xúc với môi trường bên ngoài quá lâu hóa chất sẽ bị nhiễm bẩn hoặc bị ẩm nếu tiếp xúc với không khí lâu rồi. khi lấy xong hóa chất cần đậy kín nắp lọ ngay lập tức không sử dụng lại hóa chất đã lấy ra nếu đã lấy một lượng hóa chất ra khỏi lọ nhưng không sử dụng hết không nên trả lại phần thừa vào lọ gốc để tránh làm nhiễm bẩn toàn bộ hóa chất còn lại bảo quản ở điều kiện thích hợp đảm bảo hóa chất được lưu trữ trong điều kiện nhiệt độ độ ẩm và ánh sáng phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất một số hóa chất cần được bảo quản trong môi trường khô giáo mát mẻ hoặc tối tránh nhiễm treo khi lấy hóa chất tránh sử dụng cùng một dụng cụ để lấy nhiều loại hóa chất khác nhau nên có dụng cụ riêng biệt cho từng loại hóa chất để tránh tình trạng nhiễm chéo đeo găng tay và khẩu trang để tránh tiếp xúc trực tiếp và ngăn ngừa sự nhiễm bẩn từ tay hoặc hơi thở vào hóa chất nên đeo găng tay và khẩu trang khi lấy hóa chất ghi chú đầy đủ nếu hóa chất được chia từ lọ lớn sang các lọ nhỏ hơn cần ghi chú rõ ràng tên hóa chất nồng độ và ngày chi trên nhãn lọ để đảm bảo tính chính xác và an toàn khi sử dụng sau này. Những lưu ý trên giúp đảm bảo rằng hóa chất vẫn giữ được độ tinh khiết cần thiết và có thể được bảo quản lâu dài mà không bị suy giảm chất lượng.